đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một bông hoa hồng cài áo như thế này. Mình đã làm đây. Việc đầu tiên là các bạn chuẩn bị cho mình khuôn cánh. Như thế này là mình đã chuẩn bị 4 khuôn với kích cỡ khác nhau. Cánh thứ nhất, cánh nhỏ nhất thì là mình làm là 3,5 cm này. Cánh thứ hai 4 cm này. Cánh thứ ba 4,5 cm. Và cánh thứ tư, cánh to nhất là có chiều rộng là 5 cm. Khi đã có khuôn cánh rồi, các bạn sẽ đặt khuôn, các bạn sẽ áp khuôn lên vải. Các bạn có thể gập vải làm nhiều lớp để chúng ta có thể cắt một lúc được nhiều cánh. Như vậy, một lần cắt mình đã cắt được 4 cánh hoa. Sau khi các bạn để làm được một bông như thế này thì bông hoa như thế này thì lớp thứ nhất, lớp to nhất và cùng là các bạn làm 6 cánh. Lớp thứ hai 5 cánh. Lớp thứ ba 4 cánh. Và lớp trong cùng mình cũng làm 4 cánh. Và thêm đó là một cái nhụy nữa. Tiếp theo là chúng ta sẽ hơ và uốn cánh hoa. Thì các bạn chuẩn bị một cây đèn cầy như thế này. Thực ra cây đèn cầy này rất là khó làm vì là cái miệng cốc của nó hơi cao ấy. Thì các bạn sẽ chọn cái đèn cầy mà cái vỏ bên ngoài của nó bằng nhôm ấy, nó thấp thì các bạn hơ nó dễ hơn. Mình sẽ chỉ các bạn cách và cánh hoa. Các bạn đưa cánh hoa từ từ vào ngọn lửa này, cho cái đường viền vải này nó co lại. Sau đó là các bạn dùng tay nắn cho cánh hoa có đường cong như thế này. Sau khi chúng ta nắn và chúng ta hơ thì ta sẽ có cánh hoa như thế này, rất cong và mềm mại. Đó. Và ở đây thì Thế Ngà đã làm xong được bộ cánh gồm các kích cỡ
theo nữa thì chúng ta sẽ tạo phần cánh hoa, cái phần cuốn cánh này chúng ta gắn vào nhau đấy. Các bạn sẽ gấp đôi cánh hoa như thế này, sau đó gấp đôi hai mặt trái vào nhau nhé. Sau cái phần cuốn dưới của cánh hoa này, phần này này, sau đó mình gấp đôi một lượt, sau đó mình lật hai bên cánh lên. Bạn thương kẹp bạn hơn, sau khi mình hơ thì mình sẽ được cái cánh hoa như thế này. Đây, đây là phần cánh hoa đã hơ, có vẻ như là hơi tối, các bạn có nhìn rõ không ạ? Đây là cánh hoa mình đã làm như thế hết tất cả các cánh hoa. Các bạn cũng có thể gấp như thế này rất là nhanh này, gấp vào cái tay này các bạn kẻ ngược lại, sau đó các bạn dùng kẹp vào để hơ định hình cái cánh hoa. Giờ các bạn sẽ tiến hành làm nhụy hoa. Làm nhụy hoa thì các bạn chuẩn bị cho mình một cánh to bằng cánh lớn nhất. Thì các bạn sẽ cắt tròn và hơ tròn cánh hoa. Sau đó thì các bạn gấp đôi cánh này lại. Bạn nếu dùng tay mình sẽ bị bỏng đấy. Sau khi mình đã được một cái nhụy như thế này, để cho cái nhụy được tròn trị hơn thì các bạn quấn thêm một lớp cánh nữa bên ngoài, quấn thêm một lớp cánh bên ngoài. Rất là tròn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi gắn cái cánh hoa vào với nhau. Trước hết thì mình sẽ gắn là số cánh lớn nhất, số cánh lớn nhất là cánh
chuẩn bị cho mình một cái súng bắn keo như này nhá. Chuẩn bị cái súng bắn keo để chúng ta gắn cái hoa lại nhau. Trước tiên là chúng ta sẽ gắn khi chúng ta đã gắn được hết các lớp cánh lại với nhau thì chúng ta sẽ có 4 lớp cánh như thế này. Đây. Các bạn nhìn. Đấy, chúng ta sẽ có 4 lớp cánh như thế này. Và một cái nhụy. Thì tiếp theo, đầu tiên là chúng ta sẽ gắn nhụy vào cái lớp cánh trong cùng. Và để làm một cái áo thì các bạn cần phải chuẩn bị thêm 2 chiếc lá. Và cái hoa đã chuẩn bị đây, thêm 2 chiếc lá và 2 cành center. Các bạn có thể dùng tùy theo ý của các bạn để tạo ra những cái áo đẹp nhất. Các bạn phải hết sức cẩn thận khi mà gắn keo nhé, vì là nếu chúng ta không cẩn thận sẽ bị dây ra cánh hoa đấy. Thì bông hoa nó sẽ không được đẹp mắt.
chúng ta lại mỏng. Nhưng nếu mà các bạn mà không giữ thì khi keo nó chưa khô thì cái cành nó sẽ bị ngả ra, lật ngửa ra là xong. Và đây là một cái áo đã hoàn chỉnh. Keo mình sẽ hoàn thiện nốt cái kia nhé. Và như vậy là mình đã hoàn thành xong chiếc cái áo một bông hồng màu nâu tây. Đây là hai bông hồng cái áo màu nâu tây, rất là đẹp phải không các bạn? Chúc các bạn sẽ có những thành phẩm mà các bạn sẽ ưng ý. Và nếu như mà các bạn yêu thích thì hãy like và chia sẻ ủng hộ kênh của Khánh Hà. Và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.